Xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Ông có thể cho biết là trong phần 2 về cái công trình nghiên cứu cải tiến chữ quốc ngữ có những cái điểm nào mới cũng như là có cái sự khác biệt so với cái phần 1 mà ông vừa mới công bố cách đây hơn một tháng hay không ạ? Trước hết là phần 2 nó là phần nguyên âm thì khác hẳn với phần trước. Trước là tự nhiên phụ âm mà. Phụ âm là bờ, 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 sờ, cái gì đó. Còn đây là a, a, o, đó lại là nguyên âm. Cái phần trước phụ âm tôi nghiên cứu tách rời ra khỏi nguyên âm. Nhưng mà tiếng Việt thì không có từ nào mà chỉ có phụ âm. Thì bây giờ tôi phải nghiên cứu để mà ghép hai cái đó, nó mới thành một cái từ hay là thành một cái tiếng để mà phản ánh cái ngôn ngữ đấy, hay là cái tiếng Việt. Đây nhá, đạo đọc hoàn chỉnh là như thế này. Đây nó có mấy cột. Trước hết là cái cột chữ cái nhé. Tôi dùng cái chữ cũ nhưng cái tên của nó là tên mới ở chỗ này này. Tôi lấy tên âm vị. Tức là đọc nó thế nào thì gọi nó là thế. A là âm A, B là âm B, C ở đây tôi không cho nó là C nữa mà đây nó là chữ chờ. Như vậy là những cái phần mà bôi đen á, tức là mới đấy. Phần mới. Đấy mới đấy. Người ta bảo là tôi cải tạo chữ cũng không phải. Chữ nguyên cho tôi cải cái gì đâu. Mà tôi chỉ chuyển đổi cái giá trị âm vị của nó thôi. Thế này, trước nó là cờ thì bây giờ tôi nói nó là chờ. Mà đã là chờ thì là chờ a cha, chờ ung chu, chờ ung chu, chờ anh tranh những cái gì đó, nó là chờ hết. À, chứ đóng nó là xếp chứ chờ này đi vào với chữ chức đó, để nó xuyên tạc, để nó kích động dân tộc như thế cơ mà. Hay là chữ dê này, trước thì nó là dê, bây giờ tôi gọi nó là đê. Mà không phải tôi gọi, các bạn gọi nhiều rồi chứ GDP các bạn gọi chứ có tôi gọi đâu. GDP mà người ta làm cả rồi chứ không phải tôi mới đâu. Mà tôi chỉ có hệ thống nó lại, ghép nó lại cho nó cả một hệ thống chứ không phải là từng vụ từng việc một. Vậy thực sự cái lý do nào khiến cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền có thể dày công nghiên cứu cái công trình cải tiến chữ quốc ngữ này trong 40 năm qua? Bản mà đầu tiên tôi công bố không phải là cái bản mấy tháng trước. Trước đó 20 năm tôi đã nghiên cứu và có kết quả. Bước đầu tôi đã đăng báo rồi chứ không phải là tôi để trong ngăn kéo. Đăng báo trên báo giáo dục. Thì như lúc bây giờ người ta chưa quan tâm đến chữ viết lắm. Tôi mới tiếp tục, tôi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu. Và đến bây giờ tôi lại càng thấy là cái đó là nhu cầu bức thiết. Bởi vì cái cách mạng 4.0 tức là cách mạng kỹ thuật số đấy. Tiết kiệm một byte cũng là tốt rồi. Mà bây giờ là tiết kiệm hàng megabyte. Tôi công bố được lần đầu ở trên hội nghị này. Bây giờ lần thứ hai tôi sẽ công bố nốt cái phần nguyên âm. Như vậy thì nó hoàn chỉnh hơn. Thế để cho người ta thấy rằng là tiếng Việt có khả năng giản lược đi rất nhiều về các ký tự để đảm bảo cho nó dễ học, nó dễ nhớ. Còn tiết kiệm thì tôi có nói tiết kiệm như thế 8%, như là 8% năng lực, 8% điện, 8% giấy bút này, tất cả cái đều là khoảng 89% bởi vì văn bản nó rút đi thì đương phải tất đi theo như thế. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái lợi ích tôi phải làm. Thế còn thì ai chấp nhận hay không thì tôi chưa biết. Nhưng tôi tin rằng cái đó là chân lý. Phải nói rằng là sau khi công bố phần 1 của công trình nghiên cứu này thì nó đã gặp phải những cái phản ứng dữ dội từ phía dư luận. Vậy thì sau khi phần 2 được công bố thì ông có tiên liệu rằng là mình sẽ có được những cái phản ứng giống như lần 1 hay không ạ? Tôi tiên liệu thế này. Trước hết thì tôi đưa ra một cái công trình hoàn chỉnh thì tôi sẽ chờ đợi ở những cái ý kiến của các nhà khoa học. Lúc bây giờ họ mới vào cuộc này, họ mới thấy được cái anh này nó là con người chứ không phải là con ngợm đó, là thì họ mới xem là nên chỗ nào nên không nên chỗ nào. Thế tôi kỳ vọng cái đó. Thế còn cái phía kia đấy, tức là thế này, là tôi không kỳ vọng bởi vì tôi biết rồi. Cái trước họ đọc hay không đọc tôi không biết, nhưng mà họ đi chửi bới hay ném đá, cái xúc bách của cái làn sóng vừa rồi đó, nó tập trung vào nó phê phán một nửa người, đẻ ra mới có một nửa thôi, trông không ra người thì nó phê phán cái đó. Đấy. Nếu như tôi không ra cái này sớm
thì cái đó cứ tiếp tục cho đến tháng 3 người ta cứ vẫn phê phán cái đó. À, như thế thì nó bất lợi. Bất lợi bởi vì trước hết là người ta không hiểu cái đó là cái gì cả. Thế bây giờ tôi đưa cái này ra sớm thì người ta nhìn thấy hoàn chỉnh hơn. Thì lúc bây giờ người ta có đủ lý do, đủ căn cứ, người ta phải chỗ này ưu, chỗ này khuyết này. Thế thì người ta sẽ góp ý kiến. Và nếu mà dùng được thì nên sửa những chỗ nào gì đấy. Thì cái đó là tôi phải nghe. Và nghe rồi thì còn bao nhiêu cái cấp khác người ta còn nghe nữa rồi người ta mới quyết định chứ đâu tôi làm sao tôi quyết định được. Đúng không? Thì nhưng mà tôi phải đưa ra thì mới có cái để người ta nói chứ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền.